Trong bối cảnh khó khăn giữa đại dịch, tình người Đà Nẵng vẫn luôn ấm áp, đồng đầy. Những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch luôn nhận được sự quan tâm kịp thời, qua đó giúp họ yên tâm, đồng lòng phòng chống dịch. Những ngày giãn cách xã hội, gia đình chính sách hay gia đình có hoàn cảnh khó khăn như ông Nguyễn Bá Linh vẫn luôn đủ những nhu yếu phẩm thiết yếu nhất, từ phần gạo, mì tôm cho đến trứng, gia vị và cả rau củ quả. Đây là phần quà thiết thực mà Thành đoàn Đà Nẵng, lực lượng vũ trang quân khu 5 và Hội doanh nhân trẻ thành phố phối hợp triển khai, được chuyển đến tận tay hộ gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Không có việc làm hơi năm nay rồi, thu nhập cũng khó khăn lắm. Khi mình đoàn thanh niên đến hỗ trợ, thấy cũng đỡ cái phần khó khăn trong gia đình. Trong mùa dịch này thì gia đình tôi cũng khó, không có đi làm chứ được, mà gặp mà thằng cô khuyết tật nữa. Thì bữa nay có đoàn thanh niên rồi tới hỗ trợ thì tôi cũng cảm ơn. Những ngày này, ngoài thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang vẫn tất bật với công tác tăng gia sản xuất nhằm cung cấp thêm nguồn thực phẩm xanh hỗ trợ cho bà con nhân dân tại các khu vực bị phong tỏa. Với họ, đó cũng là cách đồng hành chia sẻ với người dân trong đại dịch. Bằng các sản phẩm tăng gia sản xuất của bộ đội, chúng tôi đã góp phần cùng với các lực lượng để kịp thời hỗ trợ và động viên giúp nhân dân bình tĩnh, yên tâm cùng chính quyền và nhân dân vượt qua đại dịch này. Trong gian khó, tình người Đà Nẵng vẫn lan tỏa, những việc tử tế vẫn được truyền đi mỗi ngày. Những hoạt động thiện nguyện hướng về người dân khó khăn vẫn được kết nối liên tục thường xuyên. Chỉ cần người dân tin tưởng và đồng lòng cùng thành phố, cuộc chiến chống dịch, dù khó khăn nhưng ngày bình thường mới chắc chắn sẽ đến.